Ho. Cảm lạnh do điều hòa, đã có hành lá. Nhiều người bị ho vào mùa hè này là do chúng ta nằm điều hòa, chúng ta bị lạnh. Ho đi ho lại, ho rất là lâu ngày và không khỏi. Rồi chúng ta bị cảm lạnh, bị ớn lạnh, sợ gió. Thì chúng ta đã có cái hành lá của chúng ta, một cái gia vị rất đơn giản ở ngay trong gian bếp của các bạn. Chúng ta đem 15g cái củ hành và cái lá hành đấy xắt ra thành những đoạn nhỏ. Chúng ta thêm 10g gừng vào và chúng ta đun lên nước. Nếu như chúng ta muốn dễ uống thì chúng ta có thể cho thêm một lượng đường vừa phải vào. Chúng ta đun lên và uống, rất tác dụng để chữa ho và cảm lạnh do điều hòa gây nên. Các bạn hãy nhớ và hãy theo dõi kênh Tiến sĩ Bác sĩ Trần Hoàng Hải để biết thêm nhiều thông tin bổ ích về sức khỏe của bạn.